Xin kính chào quý vị. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Thêm đại họa tiến sĩ. Bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn Quang trường trình bày. Thưa quý vị, dư luận Việt Nam là một lần nữa lên tiếng ồn ào xung quanh tấm bằng tiến sĩ ở tại trong nước. Không phải lần đầu tiên, ở Việt Nam, tấm bằng tiến sĩ đã được đưa ra để mổ xẻ và bàn luận. Bởi người ta đã nói đến rất nhiều khía cạnh xung quanh tấm bằng tiến sĩ này. Trước hết, người ta nói về quy trình đào tạo và cho ra đời các tiến sĩ ở Việt Nam thời gian qua. Sở dĩ người ta đặt câu hỏi về quy trình đào tạo sự ra đời của các tiến sĩ, các chức danh học hàm học vị tại Việt Nam. Bởi thực tế cuộc sống đã phản ánh chất lượng việc đào tạo. Hàng chục ngàn tiến sĩ, giáo sư, phó tiến sĩ v.v. hết sức hùng hậu tại Việt Nam được đưa ra, được trưng lên chỉ để làm cảnh mà không có một tác dụng trong thực tế. Người ta thấy hàng loạt giáo sư, tiến sĩ nhãn nhãn ngồi đó, nhưng những chiếc máy cày, những chiếc máy thô sơ nhất, đơn giản nhất vẫn lại là do các nông dân chỉ học mới có lớp 3 lớp 4 sáng tạo ra và áp dụng trong thực tế. Hầu như thì các luận văn, các công trình nghiên cứu, các thành quả của các giáo sư, các tiến sĩ đều bỏ xó và chẳng mấy có tác dụng trong thực tế xã hội. Điều đó làm cho xã hội đã dấy lên một sự nghi ngờ về những bằng cấp, về những học hàm học vị đã được trưng ra trước thiên hạ. Đặc biệt, nhiều khi những lời nói của các quan chức, những người được trang bị đầy đủ học vị mang theo những tấm bằng tiến sĩ đã buộc người ta phải nghi ngờ quy trình đào tạo và trình độ thật của họ và hệ thống đào tạo. Người ta đã vạch ra cả một hệ thống chế tạo tiến sĩ, những lò ấp tiến sĩ. Tờ báo VN Express ngày 21 tháng 4 năm 2016 đã cho biết, đó là thông tin từ website của Học viện Khoa học Xã hội, trụ sở ở tại Hà Nội cho thấy. Theo thống kê từ đầu năm 2016 cho tới đầu tháng 4, đã có 58 tiến sĩ bảo vệ thành công. Và như vậy thì cứ khoảng 1 ngày 1 giờ 15 phút thì cho ra một tiến sĩ. Không những cho ra đời số lượng tiến sĩ nhanh chóng và đông đúc đến mức khủng khiếp mà những nội dung các luận án tiến sĩ cũng là một đề tài được bàn luận rất là nhiều. Những sự bàn luận đó không về tính khoa học, tính thực tiễn mà chủ yếu đó là tính chất hài hước của nó. Hài hước bởi với những đề tài mà có lẽ chỉ có những bộ óc tiến sĩ mới nghĩ ra, chứ người bình thường cứ ngồi tưởng tượng phong phú đến mấy thì cũng không thể nghĩ ra được. Thí dụ như là những luận văn tiến sĩ với nội dung đặc điểm giao tiếp với lại dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, địa vị pháp lý của Tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ, rồi hứng thú rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên cao đẳng sư phạm, hành vi nịnh trong tiếng Việt hay là sự thích ứng với hoạt động dạy học của giáo viên tiểu học mới vào nghề. Một giáo sư có tiếng tâm đã nhận xét như sau. Nếu là tiến sĩ như thế này, thì chỉ để nghiên cứu khoa học thuần túy thì chỉ lãng phí tiền của nhưng để trở thành một quan chức lãnh đạo thì sẽ là một thảm họa cho đất nước. Và việc đào tạo ra các tiến sĩ kiểu này không chỉ có hại trong các cơ quan, trong các trường học, các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội mà thôi. Ngay cả trong lĩnh vực về tôn giáo, về tín ngưỡng cũng không tránh khỏi thảm họa dù bằng cấp để trang trí theo trào lưu này. Gần đây, những nhức nhối từ nạn lừa đảo của hệ thống sư sải quốc doanh, những màn sập xí ngầu giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan được tập trung tất cả lại để có thể dẫn dụ người nghe, dẫn dụ đám con nhang đệ tử vào sự sai lạc với những mục đích chính đó là moi những đồng tiền của họ để mà giới tăng lữ mậu dịch, ăn chơi đàn điếm và đi ngược lại với những giáo lý của Đạo Phật. Những vấn đề đó được xã hội quan tâm và lên án dữ dội. Những việc như là chùa Ba Vàng với oan gia trái chủ, khuyển hoặc hù dọa, bóp nặng tiền mã tấn với số tiền khủng khiếp chưa xong, chưa kịp sám hối. Sau khi xã hội lên án, thì chùa này lại bày trò xá lợi tóc của Phật và những trò khác tương tự. Và không chỉ có mỗi ba vàng, những sư sải quốc doanh được sự che đỡ của các thế lực ngầm và công khai đã không ngần ngại đưa ra những giáo thuyết sai lạc, đã lừa đảo hết sức trắng trợn người dân Việt Nam bằng mọi phương tiện, bằng những khóa tu, những buổi giảng thuyết với đông đảo người nghe từ Nam chí Bắc một cách công khai và lan tràn trên mạng xã hội. Đặc biệt, những bài giảng thuyết bịa đặt, khoan đường, mang tính hù dọa, khuyển hoặc được rao giảng cho công chúng của sư quốc doanh tự nhận là con cháu của Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, đó là Thượng Tọa Thích Trần Quang, đã làm nhức nhố dư luận. Người ta có thể bắt gặp nhan nhãn những lời lẽ, những giảng thuyết khoan đường, ngoài việc hù dọa đe nẹt người nghe bằng những điều tưởng tượng bệnh hoạn của mình thì đằng sau đó cái kết cái đích đến vẫn là cúng dường vẫn là cúng luôn nhà cho chùa hoặc là dùng tiền mệnh giá cao để nộp cho sư trụ trì để mà gây phước báu không những thế thích chân quan còn sửa đổi cả giới luật của nhà phật từ không được tà dâm thành giới không phản bội trong ngũ giới điều này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng phật tử và dư luận Việc sửa đổi này đi ngược lại với lại lời dạy của Đức Phật rằng những người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục, còn người tại gia thì không được tà dục. Sự hoang mang của Phật tử và dư luận xã hội với những bài thuyết giảng cũng như là hành động của Thích Trân Quang đến mức khủng hoảng. Người ta dùng những video thuyết giảng này để chế giễu, để gây cười, để trúc giận vào đám ma tăng. Người ta vạch ra rõ ràng rằng sở dĩ Thích Trân Quang bỏ giới không được tà dâm thành không được phản bội chỉ vì anh ta muốn bịt miệng vì đã và đang bị các ni cô, các sư nữ đồng loạt tố cáo những hành vi lạm dụng tình dục, cưỡng bức tình dục với họ trong suốt những năm tháng vừa qua. Những đơn từ, video, ghi âm và những nội dung liên quan à vấn đề này đã được phổ biến trên mạng một cách rộng rãi. Và thậm chí, người ta còn chỉ ra những bộ đồng hồ quý giá những chiếc xe tiền tỷ và cách ăn chơi của anh ta bằng tiền cúng dường tìm phước báu của Phật tử những bằng chứng và sự nhức nhối, bất bình của dư luận rộng rãi đã dẫn đến việc cái gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam phải đưa ra những quyết định nhằm xoa dịu và trấn an dư luận. Thích Trần Quang bị cấm thuyết giảng bằng mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Chùa Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong vòng 2 năm. Yêu cầu Chùa Thiền Tôn Phật Quang và Thích Trần Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo tự thay đổi nội dung không đúng với lại năm giới căn bản của người Phật tử tại gia cho Đức Phật chế tịnh. Thích Trinh Quang phải gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Nhưng điều đó chưa đủ làm cho dư luận hết phẫn nộ. Người ta tìm hiểu vì sao Thích Trân Quang đủ mức to gan để làm việc đó. Đơn giản, Thích Trinh Quang tự tin vì có bằng tiến sĩ. Và thậm chí anh ta còn tự đặt cho mình một cái biệt danh đó là quốc trung hiền sĩ Rồi làm khánh mạ vàng và cho người mang đến tặng cho anh ta khi mà nhận tấm bằng tiến sĩ này Và câu chuyện đã lại bắt đầu từ tấm bằng tiến sĩ này Người ta tìm hiểu ra quá trình học hành của tay thợ tu này Mới phát khoản về con đường học hành của anh ta như sau 30 tuổi mới học xong bổ túc văn hóa cấp 3 cho tới 60 tuổi thì mới học xong tại chức Đại học Luật của Hà Nội theo hình thức vừa học vừa làm. Vậy mà chỉ 2 năm 3 tháng sau thì lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Luật Hà Nội theo hình thức đào tạo từ xa. Và nếu những ai ở Việt Nam chắc chắn chẳng lạ gì những hình thức đào tạo được nói trên đây. Những lớp học bổ túc văn hóa chỉ là hình thức học để mà dán nhãn. Chẳng hạn, phi công Nguyễn Văn Bảy trước đây hoàn thành xong chương trình đào tạo 7 lớp trong vòng 7 ngày là kiểu học hành này. Thế cho nên, một người đến 30 mới tốt nghiệp bộ tốt văn hóa thì thực chất là một thanh niên thất học. Còn mô hình đào tạo vừa học vừa làm cũng chẳng kém mấy bộ tốt văn hóa. Người ta vẫn gọi đây là vừa học vừa rùa để lấy bằng đưa vào hồ sơ. Vậy rồi lại có bằng tiến sĩ cấp tốc chỉ sau 2 năm đào tạo từ xa là một sự kiện làm khoảng cả một xã hội. Bởi người ta khẳng định rằng, ít nhất, hoàn thành một luật án tiến sĩ thì người ta phải bỏ ra ít nhất là 4 năm chuyên cho luật án chứ không phải chỉ vừa học vừa đùa, vài năm thì có bằng tiến sĩ. Và với cái bằng tiến sĩ này thì anh ta tự tin để thuyết giảng về lịch sử rằng Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, Vì Lý Thường Kiệt dẫn quân đánh Trung Quốc là hổn và rằng cơ chế thị trường là tốt và đảng ta lại đã định hướng xã hội chủ nghĩa vào đó nữa thì còn tốt hơn. Cùng với đó là đủ thứ dọa nạt, sân si, dụ dẫn dân chúng vào vòng mê muội hủy hoại tâm Phật của bá tánh nhằm kiếm tiền cúng dường. Và thưa quý vị, những tai họa đó có sự đóng góp không nhỏ từ đại họa tiến sĩ tại Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Thêm đại họa tiến sĩ, bài viết do Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, quan trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.